kính thưa các kiểu là còn sửa cả máy bơm được rồi, à quên máy bơm, à, bình thuốc xe ở nhà, nhưng mà ô thế là đấy là ắp quỷ à? Chú thấy Hùng vừa bật thì nó xè ra. Rồi ông chủ tiệm sửa chữa máy nổ, các vật liệu nổ, sửa cả máy bình bơm thuốc sâu đó. Đây là một cái máy nổ này 4789, ký hiệu kia là ký hiệu là chữ, kia là chữ của Nhật. Các loại máy móc này, đồ điện, thưa các loại máy, máy móc rồi xích, cái gì nhiều vô cùng. Còn đây là một cái tủ, chắc là tủ, gọi là tủ điện, nguồn hát hay cái gì. Thời đại công nghệ 4.0, cơ giới hóa, điện khí hóa. Quận dây đồng đủ, không thiếu một cái thứ gì liên quan đến điện. Rồi, các cái motor để trên cầu thang lên gác, hết cả chỗ chứa luôn. Chắc đang sửa nhãn hiệu này.